Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phương Đông TV. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề phát triển tên lửa tầm xa, sức công phá lớn, rẻ tiền và vận hành đỡ tốn kém hơn nhiều so với tàu sân bay, nhưng vẫn có thể hạn chế, thậm chí là đánh chìm tàu sân bay đang được Nga và Trung Quốc áp dụng, tuyên truyền cho việc họ có lực lượng tàu sân bay kém xa Mỹ. Nhưng sự thật thì tên lửa chống hạm có đủ sức làm chìm tàu sân bay hay không? Các chuyên gia quân sự Mỹ đã phân tích và đưa ra một kết luận rằng gần như là không thể đánh chìm một tàu sân bay 100.000 tấn bằng một tên lửa chống hạm. Những loại tên lửa chống hạm như là Đông Phương 21D nếu có bắn chúng chỉ có thể xuyên qua một vài lớp sàn khiến cho tàu sân bay mất khả năng chiến đấu tạm thời mà thôi. Nói về tàu sân bay, đây là những tàu chiến đấu mặt nước có khả năng chiến đấu tổng hợp trên biển mạnh nhất, gian đe mạnh nhất, trọng tải lớn nhất và kinh phí đóng cũng như là duy trì hoạt động đắt nhất. Để chế tạo và duy trì hoạt động của một tàu sân bay nó phải có nền công nghiệp quốc phòng và sức mạnh kinh tế hùng hậu. Hiện nay, với việc phát triển các tên lửa chống hạm tiên tiến, nhiều quốc gia đã tuyên bố có khả năng đánh chìm tàu sân bay. Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng đã tiết lộ các tên lửa đạn đạo chống hạm như Đông Phương 21D và Đông Phương 26 có khả năng đánh chìm tàu sân bay. Trước đây, Mỹ thậm chí còn tuyên truyền rằng với sự phát triển nhanh chóng của tên lửa chống hạm, tàu sân bay sẽ trở thành mục tiêu di động, rất dễ bị đánh chìm và sẽ rất khó phát huy được vai trò là một căn cứ quân sự di động trên biển. Nhưng hóa ra đó chỉ là những lời tuyên bố đánh lạc hướng. Vì việc đầu tư phát triển tàu sân bay của Mỹ chưa bao giờ dừng lại. Và việc đánh chìm tàu sân bay của Mỹ chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Đây là một căn cứ quân sự di động trên biển. Mặc dù bản thân tàu sân bay không có khả năng chống trả hoặc tự vệ, nhưng đi cùng một tàu sân bay thường là từ 1 đến 2 tàu tuần dương, từ 2 đến 3 tàu khu trục từ 1 đến 2 tàu ngầm hạt nhân, tạo thành một biên đội tàu sân bay có khả năng tiến công, phòng thủ mạnh mẽ. Các tàu sân bay với trang bị vũ khí đầy đủ có thể đạt bán kính phòng thủ lên đến 500 km. Các tàu tuần dương, tàu khu trục và tàu ngầm tạo thành một rào chắn xung quanh, trong khi các tàu sân bay nằm ở trung tâm của bán kính phòng thủ. Trong phạm vi tầm bắn của tên lửa chống hạm hiện nay có nhiều quốc gia khác nhau, chưa thể đe dọa được tàu sân bay của Mỹ. Ngay cả tên lửa chống hạm P-700, được gọi là sát thủ tàu sân bay của Liên Xô trước kia, có tầm bắn chỉ đạt khoảng 500 km. Do đó thì gần như không thể tấn công trực tiếp tàu sân bay từ bên ngoài khu vực phòng thủ của biên đội tàu sân bay. Nhận thức về mối đe dọa của tàu sân bay Mỹ đối với an ninh quốc gia, trong những năm của thập niên 1990, Trung Quốc đã đầu tư phát triển loại tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phương 21D và sau này là Đông Phương 26. Trung Quốc hy vọng rằng với tầm bắn xa các loại tên lửa đạn đạo chống hạm của họ có thể vượt qua bán kính phòng thủ của biên đội tàu sân bay của Mỹ. Theo tính toán của giới quân sự Trung Quốc, tên lửa Đông Phương 21D của họ thì có thể tiến công các mục tiêu có diện tích lớn như là tàu sân bay tại khoảng cách lên đến 1.500 km. Với tầm bắn xa, khả năng xuyên phá tốt, khó đánh chặn, giữ bí mật trần địa tốt nên có thể đẩy biên đội tàu sân bay của Mỹ ra xa bờ biển Trung Quốc. Tuy nhiên, liệu tên lửa đạn đạo chống hạm Đông Phương 21D có thể đánh chìm một tàu sân bay có lượng sàn nước đến 100.000 tấn hay không? Câu trả lời của giới chuyên môn về cơ bản là không thể. Mặc dù Đông Phương 21D có khả năng xuyên phá mạnh mẽ, nhưng DF21D lại không thể đánh chìm chính tàu sân bay, nhưng nó hoàn toàn có khả năng gây ra những tổn thất nặng nề và làm tê liệt tàu sân bay. Các nhà thiết kế tàu sân bay cho Hải quân Mỹ đã tính toán rất kỹ các khả năng rủi ro khi mà bị tên lửa tiến công. Do vậy, mà khi thiết kế chế tạo tàu sân bay, họ đã lựa chọn những loại thép đặc biệt có cường độ chịu lực cao, khả năng chống chịu va đập rất tốt. Cùng với đó, tàu sân bay Mỹ được thiết kế với hàng ngàn buồn kín nước với mục đích nhằm ngăn nước tràn vào. Nếu tình huống tàu sân bay bị trúng tên lửa, nếu không có nhiều khoang kín nước như vậy, khi nước tràn vào, tàu sẽ bị mất trọng tâm dẫn đến chìm tàu. Đồng thời, tàu sử dụng thiết kế đa tầng cách biệt. Nếu lớp tàu sân bay Nimitz đầu tiên áp dụng thiết kế 6 tầng, nhưng đến lớp pho hiện nay thì đã được tăng lên 9 tầng để ngăn tên lửa xâm nhập trực tiếp vào bên trong. Các vách ngăn sử dụng thép đặc biệt, cường độ cao, có chiều dài lên đến 500 ly. Do vậy đừng nói bất kỳ một loại tên lửa chống hạm nào có thể xuyên thủng lớp thép này, chứ đừng nói là đánh chìm. Năm 2005, Hải quân Mỹ đã sử dụng một tàu sân bay đá loại biển để làm mục tiêu nhằm tiến hành các thử nghiệm của các loại vũ khí. Những thử nghiệm đã gây sốc cho giới quân sự. Họ đã sử dụng các loại tên lửa chống hạm có trong biên chế của quân đội Mỹ, các loại bom khoan mặt đất, bom sẵn đường, ngư lôi, bom khoan phá bê tông nhưng không thể đánh chìm và cuối cùng họ phải lắp đặt chất nổ trên tàu sân bay để đánh chìm nó. Sau đó thì có thể kết luận rằng gần như không thể đánh chìm một tàu sân bay 100.000 tấn bằng một tên lửa chống hạm. Những loại tên lửa chống hạm như Đông Phương 21D nếu có chúng chỉ có thể xuyên qua một vài lớp sàn khiến tàu sân bay mất khả năng chiến đấu tạm thời mà thôi. Nếu Trung Quốc muốn có một loại tên lửa có thể đánh chìm tàu sân bay 100.000 tấn của Mỹ, thì có lẽ cần phải chờ vài thập kỷ nữa để phát triển các loại có tốc độ và sức công phá lớn hơn gấp nhiều lần đồng phương 21 đề. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.